À, quý vị và các bạn thân mến, mình đang có mặt tại cái vườn cam đường canh nha các bạn, của nhà ông chú. Chú làm trang trại ở trong thôn, khu này là gọi là thôn Hố Mây, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang nha các bạn. Đây mình sẽ review một chút một số cái hình ảnh về cái vườn cam đường này của chú nhé. Xài lắm các bạn ạ. Này thì cũng chưa chín đâu các bạn. Xài mà quả to đẹp thật. Xài không các bạn? Quả này. Về nào cũng sai các bạn ạ. Này chắc tầm khoảng 1 tháng nữa thì bắt đầu mới được cắt các bạn nhé. Ui, khó đi quá. Dã man. Rộng lắm các bạn ạ. Trên này cũng là toàn là cam đường hết này các bạn nhé. Hôm nay thì đội công nhân của nhà chú thì cắt cái vườn quýt ở bên đồi, mảng đồi bên kia. Mình vừa cũng ở bên cái vườn quýt đấy xong, mình lại sang cái vườn cam đường này tham quan một chút. Thưa quý vị và các bạn, các bạn thấy sợ chưa? Cây này xài lắm. Đấy, các bạn thấy không? Đang bắt đầu chuẩn bị chín hết rồi các bạn ạ. Sợ. Đây, những chùm này các bạn thấy không? Chùm này nó phải hàng 5-7 cân. Đây, các bạn thấy ở dưới. Mình chưa thấy một vườn cam đường nào sai như thế này đâu các bạn. Toàn quả là quả thôi. Cây nào cũng sai. Rậm lắm. Đây là cái vườn này là chú chăn toàn theo hình thức nông nghiệp sạch thôi các bạn nhé. Phân thì là toàn phân hữu cơ. Phun thuốc thì là chú cũng toàn ngâm tỏi, ớt, các thứ để chú phun thôi. Xài không các bạn? Toàn quả là quả thôi. Đây, hàng trên này. Đã chưa? Rất rộng nha các bạn nhé. Đây, bao la. Và cái khu này nhà chú là toàn cam đường hết rồi các bạn nhé. Đây, nguyên cả cái mảng đồi. Đây các bạn nhìn phía xa, phía trên kia là đều là cam đường hết đấy các bạn. Cả nguyên cái dải kéo từ bên kia hất sang, còn là cam đường hết đấy các bạn. Còn ở khu dưới này thì là chú trồng keo với bạch đàn. Đây là vừa mình lên trên đỉnh đồi ấy. Còn đây là có một cái vườn cam đường ở dưới, phía dưới nữa nha các bạn nhé. Mình sẽ lên để quay lại một chút cho các bạn xem nhé. Bé bé mà các bạn thấy nó đeo quả này. Sợ không? Cái rất nhỏ đây nhé. Toàn chùm là chùm thôi. Đấy. Chín hết rồi, chuẩn bị cắt được rồi đấy các bạn.
Wow. Đấy. Chín vàng hết. Vườn chuối rất rộng nha, mình không thể đi được hết đâu các bạn. 5-6 quả đồi to đấy các bạn. Trên này nữa này. Trên này cũng là cam đường các bạn nhé. Những cái gốc cam các bạn thấy không? Nó to như này. Wow. Sợ chưa các bạn? Wow. Sai không? Đây là toàn bộ là cằm đường hết các bạn. Những gốc này là ghép từ cây bưởi ra các bạn nhé. Như là có chốn mê cung của hoa quả các bạn ạ. Sai. Các bạn thấy những cái chùm này. Wow. Nặng lắm. Nó chưa chín rồi các bạn. Nay mà nó chín vàng thì nhìn đẹp lắm. Quá đây các bạn này. Đây, trên này đây. Đây mình này ra một cái vườn cam đường của chú nữa. Và đây các bạn thấy sợ không? Cây thì rất bé, quả rất nhiều. Đây cũng có một, dưới mé đường này cũng có một vườn cam đường nữa các bạn nhé. Để cam này các bạn thấy. Wow, một cái chùm này. Sợ chưa các bạn? Đây này. Đây, một cành nhỉ. Cái chùm này có phải tầm khoảng 10 cân đấy các bạn nhé. Quả cũng đang chín vàng hết rồi các bạn. Sợ chưa? Này, các bạn thấy mình chưa thấy một cái vườn nào nó sai như vườn này hết các bạn. Mà cũng chưa bao giờ nhìn thấy con đường nó sai thế này các bạn. Sao nó sai dã man. Bên này cây này thì quả vẫn còn xanh, rất sai các bạn nhé. Đấy. Cây nào mình thấy sai. Bên này, này các bạn. Cái cây to như này chắc phải có hàng trên một tạ quả nha các bạn nhé. Đây các bạn nhìn lên trên nhé. Không biết ngược sáng là các bạn có nhìn rõ không đâu. Đây, một chùm của nó này các bạn. Đấy, cây nào cũng vậy các bạn. Tiếp tục ra bên này. Wow. Quá đã, quá đã. Sai khủng khiếp. À, các bạn này, thấy quả không? Qua đây nó vẫn ghép từ cây bưởi ra, nó vẫn còn mọc được một quả bưởi đây các bạn nhé. Gốc này gốc ghép từ cây bưởi ra nhé. To các bạn. Nhìn lên cái cây trên này. Cái bằng trên này. Nhìn từ trên xuống. Như lạc vào chốn mê cung của hoa quả các bạn ạ. Đây nữa này. Sợ chưa?
nhìn xa. Các bạn thấy không? Chưa chín rồi nhìn xa. Toàn thấy quả là quả rồi các bạn. Sợ chưa? Này, bạn. Một chùm này của nó phải mấy chục cân đấy các bạn. Vẫn là cái cây này nha các bạn nhé. Chỗ nào cũng toàn thấy chùm đấy cục.